la la. Tôi mệt quá à. Trời ơi, có nhiêu đây mà. Học hoài không thuộc được luôn á. Bực ghê á. Trời ơi, bây giờ á, người ta thích con gái á, là phải cố điếng. Trời, mình theo phong cách này là y bài luôn. Ủa mà sao á, cái giờ cao su là không bao giờ bỏ được à? Bực bội tới rồi hẹn người ta đâu. Dạ con tới rồi nè má ơi. Trời ơi, má thông cảm giùm con á. Trời mưa quá trời mưa, má cũng phải vừa vừa thôi chứ con đang đi mà con ngứa lỗ tai, không biết má đang chửi con rồi. Má bớt cái miệng má lại đây. Làm gì mà giờ mới tối dữ ạ? Tối cái giờ hẹn của người ta đâu, trớ đâu sao? Cái gì cũng phải bình tĩnh, có chị Cano đây, chị Cano giải quyết được chưa? Đâu, nhưng mà gì kia, bà đậu cái gì trên đầu kia? Trời gớm quá, bà đậu cái gì trên đầu vậy? Cái mốt bây giờ là nó kêu kiểu mà xóm bà tám đó hay là cột lên vậy cho nó kiểu cô điếng vậy. Bà gỡ thuốc cho tôi liền đi, quá gớm rồi. Bà đội cái đó y chang như bà nội tôi nhà đang đội cái khăn rằn vậy đó, gớm quá. Thời trang mà phan thời tiết. Dễ thương mà. Bà gỡ thuốc cho tôi, lẹ lên. Đầu gỡ nè, nhưng mà người ta vẫn thích cái kiểu cổ điển. Cổ điển nhưng mà cổ điển nó khác với sến súa, hiểu không? Cái này là sến súa kiểu má ba má bảy thì má ơi. Đàn ông con trai bây giờ á, người ta thích mẫu con gái mà hiện đại sexy, hiểu không? Bà bận cái gì mà nhìn chán muốn chết. Đưa cái mặt lại gần đây tôi làm cho sương sương chút xíu nè. Sương là giống bà hả? Sương là giống bà hả? Đâu có, tôi là make up trong mướt. Bà làm cái gì nó bớt sương được không? Không sương hả? Ừ. Khói nha. Ừ, nhẹ. Khói vô hình. Okay. Đó, khói 5 chiều, đó, miếng lên nè, đó. Nghe tôi chỉ nè, muốn có bầu không? Muốn. Biết sao không? Con trai bây giờ á, người ta không có thích mà con gái tôm tớp, mà bà thì tôm tớp sợ lắm, hiểu không? Đâu. Phải hiền thục đoan trang, công dung ngôn hạnh, hiểu chưa? Biết đâu, nói hoài. Vừa nói. Nói hoài mà cũng phải nói. Nghe dặn thêm nè. Con trai bây giờ á, nó rất là thích nghe ngọt, hiểu không? Có nghĩa là sao? Một dạ hai thưa. Bà cái kiểu mà nói trọng, ai mà ưa nổi bà không biết nữa. Ngọt gưa, tôi nói tôi biết đâu mà nó hoài à. Cái nữa nó nghe nè. Bà nói cái giọng đó ai mà nghe mà hiểu hết cái câu của bà. Khó nghe quá hả? Khó nghe hả? Nói chuyện chữ biết rồi lại coi. Biết rồi, được đó, chưa? Đó, vậy được đó. Bà đưa cái mặt lại đây tôi đánh cho miếng màu mắt nữa. Đàn ông bây giờ á là họ không có thích cái kiểu mà con gái mà kiểu tí li mà tài lanh đâu, hiểu không? Người ta thích là phải ngây thơ. Cho nên là chút nữa mà bà mà có gặp cái người mình coi mắt á, bà làm ơn bà diễn cái nét ngây thơ giùm tôi, nhớ chưa? Mà đó giờ tôi không biết cái kiểu con gái ngây thơ dịu dàng đâu. Thì bây giờ phải diễn. Ủa? Xem mắt chứ có phải là đi tuyển diễn viên chuyển giọng gì đâu mà diễn dữ vậy. Bây giờ bà muốn có bồ không? Muốn. Thì phải nghe lời tôi, mắc gì càm ràm. Tôi mệt quá rồi. Tôi nghĩ tại kiếp trước tôi mắc nợ bà gì, bây giờ tôi phải trả cho bà vậy, mệt quá. Bây giờ tôi giả bộ tôi đóng vai bà để tôi dịu dàng nết na bà. Bà phải coi tôi diễn, hiểu không? Bây giờ bà là người tới coi mắt, tôi là đóng vai bà nè. Đó, dạ. Vô vai nè. Dạ. Chào anh. Em mong anh là coi cái nhà em cũng như nhà anh, để có gì anh tự nhiên nha. Tại vì đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, thì anh tự nhiên thì anh với em mới có cơ hội mà tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ anh ơi, em mời anh ăn trái cây này á là của ba má em trồng dưới quê á, nó ngọt ngào như là tình cảm của em dành cho anh vậy đó. Dạ em mời anh ăn. Rồi mắc gì bà coi. Trời đất ơi trời, tôi đang chỉ cho bà bí quyết của trai. Rồi mai mốt bà có bộ, bà có chồng rồi tôi có ăn được mấy miếng thịt rồi mấy miếng bánh đâu. Giờ bà tôi cực khổ tôi chỉ bà vậy. Biết rồi, tại nhìn bà kỳ quá. Tôi mệt bà quá. Chỉ bà không nghe. Cho bây giờ bà đóng vai là một người con gái ngoan hiền nết na đi, tôi là cái người đến coi mắt bà nè. Ngoan hiền nết na phải không? Nhập vai 1, 2, 3 phút. Dịu dàng. Nhập vô. Tôi cũng nhập vô nè. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ xin giới thiệu với anh, em là Hiền. Khoan đi. Bà tắm chưa? Bà kỳ gớm quá à. Ông này kỳ ghê luôn thì cũng phải như vậy đó. Lại không gái nào mà dẹo vậy trơn, nó ghê quá. Rồi làm lại nè, 1, 2, 3 nhập là nhập. Rồi. Chào em. Chào anh, em là Hiền Thục. Rất vui được gặp anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, cho nên em hy vọng là anh hãy cứ xem đây là nhà của ba má anh, để chúng ta có thể tự nhiên tìm hiểu nhau. Anh đã từng nghe ba má anh nói nhiều về em, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên diện kiến. Quả thật Ba mẹ anh không hề nói quá về em. Có đó, ba mẹ anh nói quá đó chứ. Không có nói quá đâu. Sau hôm nay gặp em, anh mới biết em là một người phụ nữ hình mẫu của cuộc đời anh. Em có đầy đủ đức tính mà anh luôn ao ước. Công, dung, ngôn, hạnh. Đúng rồi đó. Em rất là vui khi mà được ba mẹ anh nói tốt em như vậy á. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you too. Dễ thương quá à. Anh yêu em. I love you. I love you too. I love you. I love you too. Dễ thương quá à. Em dễ thương quá. Cảm ơn anh. Anh ơi, anh bình tĩnh, chuyện gì đang xảy ra đây? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Tại sao lại lừa dối tôi như thế chứ? Anh ơi, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh nghe. Thật chứ. Bây giờ anh nghe Hiền Thục nói chuyện trước đã. Rồi rồi, anh là bạn của em thôi, chị em thân thiết thôi, không có gì hết. Em nhờ bạn của em qua make up cho em. Dạ, tại vì lần đầu tiên em hẹn hò. Tụi em chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè mà hôn tay nhau hả? Dạ không, dạ không. Cái đó là diễn thôi, diễn thôi. Dạ đúng rồi. Cho nên là em rất là hồi hộp và tụi em make up cho nhau thôi. Quà anh tới tặng em đúng không? Cảm ơn anh nha. Đây là lần đầu tiên anh tới nhà mà như vậy em ngại quá. Nói chung là chỉ là hiểu nhầm thôi. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Sao anh tặng quà cho Hiền Thục? Thì ra mắt thì tặng qua cho tôi, bà làm gì vậy? Bình tĩnh, thì hiểu lầm thôi. Ông ra mắt bà bữa nay hả? Anh ra mắt rồi. Bà sao lại như vậy? Bà bị khùng hả? Tự nhiên người ta ra mắt tôi mà bà quấn người ta là sao? Bà buồn rồi, tự nhiên ông chết đi. Bà khùng hả? Bà không muốn tôi có bồ phải không? Bà buông ra đi. Tại sao? Bây giờ bà yêu ai cũng được, trừ ổng ra. Tại sao? Tại ổng là bồ tôi đó. Anh xin lỗi em. Thật sự xảy ra chuyện ngày hôm nay là do bố mẹ anh ép buộc, chứ anh thật sự anh không hề muốn như vậy mà. Anh xin lỗi em. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh yêu ai? Em là do bố mẹ anh ép buộc á, cho nên anh mới phải tới đây. Chứ thật sự là anh chỉ yêu một mình em thôi. Thế không? Thật, anh thề mà. Bố không nghe nữa nha. Không nghe lời bố mẹ nữa. Đưa tay cho anh nào. Anh xin lỗi nha.